rồi các bạn đã cùng mình soi vào chi tiết cái mẫu xe độ Chopper vừa mới ra lò của anh Lâm Nguyễn miền Đông. Thì xe này sẽ được trưng bày tại cà phê trên từng cây số quận Bình Tân. Các bạn nếu mà thích có thể đến mình ngắm nghía, mình soi chi tiết luôn nha. Bây giờ mình sẽ qua một mẫu xe nữa, cực kỳ độc luôn, biết phun lửa. Nguyên bản của nó là mẫu Harley Davidson Dyna, phiên bản đặc biệt giới hạn Wildlife. Và hầu như các bạn thấy đây, ghi đông, rồi giò gà và những chi tiết gác chân đều đã được chủ xe tự thực hiện, tự độ luôn nha các bạn. Và một chi tiết nữa rất là đặc biệt mình muốn giới thiệu với bạn, đó là hệ thống ống xả phía đây. Cực kỳ độc luôn nha, có thể phun lửa nha. Và theo mình được biết, chủ nhân xe này là anh Trinh Nguyễn. Ảnh là người đầu tiên tự thực hiện, tự độ cái hệ thống ống xả mà có thể phun lửa như thế này luôn nha các bạn. Một chiếc nữa, một chiếc thứ hai nữa theo mình biết là cũng có thể phun lửa luôn, mà như phun một bên ống một bên thôi. Và để phun lửa như thế này thì sẽ có một cái hệ thống khá là đặc biệt. Và đây là cái bình xăng, là cái bộ nhiên liệu ha. Nó tiếp nhiên liệu cho cái bộ ống xả để có thể phun lửa được nha các bạn. Và bình xăng này nó sẽ lấy xăng trực tiếp từ bình xăng chính trên đây luôn. Và như các bạn biết là để có thể nẹt được bô để phun lửa thì mình chỉ cần vặn ở đây thôi. Vặn ở đây để xăng nó chạy trực tiếp xuống cái bình này, bình dự trữ này. Và khóa lại thôi ha. Với cái bình dự trữ này nó sẽ có hai đường ống. Hai đường ống nó dẫn xăng đi xuống đây, nó theo cái đường dây nó xuống, nó cặp lấy cái cổ bô. Đấy, nó qua đây. Đây, các bạn thấy đây, đây là ống dẫn xăng nha. Ống dẫn xăng ra thì này nó phun với một cái lượng do cái người độ là anh Trinh Nguyễn, ảnh sẽ canh chỉnh theo nó cho nó phù hợp. Hai bên luôn, bên đây cũng có. Bạn soi bên đây. Đây, bên đây cũng có cái hệ thống phun xăng ra đây thì nó ra đây. Và phía dưới đây là dây gì? Đây là chính là dây để dây điện để nó nối với lại cái cục buji ở đây. Cái cục buji đánh lửa. À, thì khi khởi động lên thì mình bật lên ở đây nó sẽ đánh lửa và ở đây nó sẽ phun xăng ra. Thì chừng nào có cái nút kích hoạt nó mới phun xăng ra được nha các bạn. Và đây anh em thấy đây cái đèn hậu cực kỳ độc luôn nha. Rất là độc luôn. Và đây soi vào chi tiết đèn hậu được anh Trinh Nguyễn tự custom. Không biết anh lấy khuôn từ đâu ra, nhưng mà bạn thấy đây đèn hậu rất là độc. Ok, giờ mình sẽ bật lên cho anh em xem cái đèn hậu nữa nha. Đấy, bớt phanh. Cực kỳ cá tính luôn. Rất là độc. Đây mình bóp cho bạn xem. Và đây hai bên nữa. Hai bên nữa có cái đèn ở đây rất là tinh tế nè. Nhìn rất là đẹp luôn. Thì xe này chỉ chạy một người thôi anh em thấy nè, để yên chỉ một cái yên thôi. Để ra. Thì theo mình thấy cái phong cách này giống như là phong cách của Chicano các bạn. Chicano rất là cá tính, độc đáo, hệ thống bô dài, ghi đông cao lên. Ghi đông ngang ra vuốt cao lên. Nó mang lại cái dáng ngồi cực kỳ ngạo nghễ luôn, và đi theo đó hai sợi dây da đây là những cá tính. Thì đây là đúng chất của Chicano luôn nha các bạn. Ghi đông cao rồi vành trước đa chấu đẹp mắt. Phuộc giò gà hàng độc luôn nha. Thì do anh Trinh Nguyễn, ảnh nhà anh tự độ, anh tự nhập đồ về anh tự độ luôn. Con này là Everest sơn kim tuyến cực kỳ độc luôn. Rồi xe đặc biệt của này là các bạn thấy là cả hai bên ống xả đều có thể phun xăng luôn. Và vừa chạy vừa phun xăng được luôn nha các bạn. Đấy, chút nữa mình sẽ cho các bạn xem clip mình chủ xe đứng tại chỗ nẹt vô phun xăng rất là cao luôn, hơn khoảng 3 mét luôn thôi đấy. Lúc nãy mình đứng gần là rất là nóng. Và ảnh cũng sẽ demo cho các bạn xem luôn cái khả năng mà vừa chạy vừa phun lửa rất là ngầu, trông như là Ghost Rider. Đây biểu diễn thật lây phun lửa. Dyna, dòng Dyna đã được độ. Đó, nóng quá. Đó nóng rồi. Khủng khiếp cho anh em, này là hai ga hai bô luôn nha. Đây là chiếc đầu tiên mà độ phun lửa như thế này luôn á các bạn. Đầu tiên tại Việt Nam luôn. Cái sức nóng nó ra khá là hơi rất là nóng luôn nha anh em, mình ngồi ở xa
đang cách xa khoảng 3 mét mà rất là nóng. Quá đã luôn. Harley Davidson Dyna. Vừa chạy vừa phun lửa luôn. Wow. Giống như Ross Rider. Quá khủng khiếp. Đấy, vừa rồi Moto Sài Gòn đã cùng các bạn tìm hiểu chi tiết Harley Davidson Dyna độ phong cách Shimano với khả năng ống xả có thể phun lửa được hai bên luôn nha. Đây cũng là chiếc đầu tiên được độ phun lửa tại Việt Nam luôn nha các bạn, thuộc sở hữu của anh Trinh Nguyễn tại quận Bình Tân. Và bên đây là mẫu SNS độ phong cách Chopper do anh Lâm Nguyễn miền Đông thực hiện. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình nha. Và cũng xin cảm ơn anh Trinh Nguyễn và anh Lâm Nguyễn đã hỗ trợ Moto Sài Gòn thực hiện bài viết này.